Các nhà khoa học ở Đại học Harvard cho rằng điều này được làm rõ hơn trong việc quan sát các con khỉ mẹ đang nuôi con đã tiết ra sữa khác nhau cho con gái và con trai của chúng. Cụ thể là sữa khỉ mẹ tiết ra cho con trai luôn béo ngậy và giàu hàm lượng protein hơn, trong đó sữa dành cho con trai đầu tiên đặc biệt bổ dưỡng. Ngược lại, sữa cho con gái kém bổ dưỡng hơn nhưng số lượng nhiều hơn và cũng giàu canxi hơn, giúp phát triển xương. Nghiên cứu cũng cho thấy chất lượng sữa mẹ, thành phần vitamin, khoáng chất, đường, chất béo và các chất dinh dưỡng thay đổi tùy theo cơ địa của từng người mẹ. Tôi thấy việc phân chia sữa dành cho bé gái và bé trai là rất cần thiết hiện nay. Tôi nghĩ cần phải đưa việc này sớm vào thực tế. Trong nhiều trường hợp, chất lượng sữa mẹ quá thấp mà sữa công thức có thể bổ sung chất đó tốt hơn, thì mẹ cũng nên cho con uống kèm sữa công thức.